Cảm ơn Jennifer vì đã giới thiệu vẻ đẹp của đất nước bạn cho chúng tôi. Rõ ràng là chúng tôi có hàng trăm lý do để quay trở lại đây. Các cô có bao nhiêu váy thế? Thực ra tôi hứa thì đây sẽ là cái cuối cùng mà tôi thay trong đêm nay. Còn tôi chỉ có hai cái thôi. Tôi đồng thời muốn xin cảm ơn Hoa hậu Trái Đất 2009 Larissa Ramos và cũng xin cảm ơn những nhà thiết kế của các bộ trang phục mà chúng tôi đang mặc trên sân khấu hôm nay. Xin cảm ơn các nhà thiết kế. Thưa quý vị, chúng ta đã sắp tìm thấy người chiến thắng của cuộc thi năm nay và không khí trên sân khấu lúc này quả thực đang rất căng thẳng. Chính tôi cũng thấy rất là hồi hộp. Trong số 7 cô gái xinh đẹp và hoàn toàn xứng đáng này, thì 3 người sẽ giành ngôi Á hậu và chỉ duy nhất một người sẽ giành được danh hiệu Hậu Trái Đất. Các yếu tố làm nên Trái Đất đều có vai trò quan trọng như nhau. Vì thế vị trí của các Á hậu là ngang bằng nhau và tôi sẽ gọi tên không theo thứ tự nhất định. Và bởi năm nay chủ đề cuộc thi là nước nên chúng ta sẽ để dành nước là yếu tố cuối cùng trước khi công bố danh hiệu Hậu Trái Đất. Và một lần nữa, tôi sẽ nhận được chiếc phong bì. Và xin bắt đầu với Á hậu Trái Đất biểu tượng của lửa, người sẽ thúc đẩy các hoạt động bảo vệ rừng, cuộc sống hoang dã và nguồn đất đai trên hành tinh chúng ta. In her own time. Hey, hey. Okay, Miss Fire 2010 is Puerto Rico. Như vậy là Hoa hậu Puerto Rico đã giành được danh hiệu Á hậu Trái Đất biểu tượng lửa năm nay. Người lên chào vương miện Á hậu lửa 2010 sẽ là Phó Chủ tịch Đối ngoại Carousel Production và Pink Valencia. Ladies, would you like to help me do the? Oh, wait, I'm a lady. Yeah. Give her a second. Oops. Give her a second. Miss Earth Water will help to push for preservation of the marine ecosystems. Và bây giờ Hoa hậu nước thì sẽ là người đại diện cho các hoạt động bảo vệ nguồn nước. Okay. Maybe you can do a better job than I did. You did just call me a lady. Or I called myself a man, one of the other. Okay. Anytime. Anytime now. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi ai sẽ là người. Đó sẽ là Hoa hậu Thái Lan sẽ là người đoạt danh hiệu Á hậu biểu tượng của nước. Và xin được mời người sẽ lên trao danh hiệu Á hậu nước sẽ là Phó Chủ tịch điều hành Carousel Production Baron Sensuk. Lúc này chúng ta chỉ còn có 2 danh hiệu nữa thôi. The next winner is Miss Earth Air, who will work towards keeping the. Người tiếp theo sẽ là Á hậu không khí. You want to help me with that too? Á hậu không khí sẽ là người đại diện cho các hoạt động bảo vệ bầu khí quyển cho các thế hệ mai sau của chúng ta. Bây giờ thì Oli đang trở thành một quý ông và nhường cho các quý cô làm hết phần việc còn lại. Miss Earth Air 2010. Á hậu không khí 2010 sẽ là Hoa hậu đến từ Ecuador. And crowning Miss Air 2010. Và người lên trao danh hiệu Á hậu không khí 2010 sẽ là bà Pichi Viosion, Phó Chủ tịch và Giám đốc dự án Carousel Productions. Như vậy là chúng ta đã biết được cả 3 danh hiệu Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2010. Okay, and now the point that we've been building up to all night, in fact, all year we've been building up to. Và bây giờ là giây phút mà tất cả chúng ta chờ đợi suốt cả buổi tối hôm nay mà có lẽ là cả năm nay rồi. Ai trong số 4 cô gái này sẽ trở thành Hoa hậu Trái Đất thứ 10? Ai nhỉ? Câu trả lời đang nằm trong tay tôi. Và người giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2010 đó là Hoa hậu Ấn Độ. Hoa hậu Ấn Độ Nicole Faria đã trở thành Hoa hậu Trái Đất 2010. Và xin được chúc mừng cô, vương miện Hoa hậu Trái Đất 2010 sẽ được trao bởi ngài chủ tịch Carousel Productions Ramon Monzon và Hoa hậu Trái Đất 2009 Larissa Ramos.
rồi trên đầu một chiếc vương miện trị giá 20 triệu đô la Mỹ. Và xin được chúc mừng cho cô. Và Hoa hậu Trái đất 2010 Nicole Farah đã chứng minh rằng bất kỳ một người phụ nữ nào trên trái đất cũng có thể làm được một điều kỳ diệu. Xin được cảm ơn tất cả các bạn. Xin được chúc ngủ ngon. Trong 10 năm tới chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều lần. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.